chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Muôn Dặm Tìm Con. Nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu rất lớn từ đông đảo quý vị khán giả, chúng tôi đã thực hiện chương trình này với mong muốn có thể cung cấp đầy đủ chính xác những thông tin có tính chất chuyên biệt về hiếm muộn vô sinh với cách trình bày dễ hiểu để giúp quý vị khán giả dù ở bất kỳ trình độ văn hóa nào cũng có thể hiểu đúng bản chất khoa học của vấn đề để có thêm kiến thức cũng như chọn cho mình cách ứng xử phù hợp nhất. Thông qua chương trình Muôn Dặm Tìm Con, ekip sản xuất cùng với bác sĩ, chuyên gia và cá nhân Thu Hà luôn luôn mong muốn được đồng hành, lắng nghe và chia sẻ những cảm xúc rất đặc biệt mà chương trình mong muốn được gửi đến toàn thể quý vị khán giả, nhất là với những ai đã và đang trên con đường dài, vất vả và áp lực này. Đồng hành cùng với chương trình Muôn Dặm Tìm Con xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hà Ngọc Thiên Thanh, chuyên khoa hiếm muộn sản phụ khoa Bệnh viện An Sinh TP.HCM sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện cũng như là kiến thức với thật nhiều cảm xúc trong chương trình Muôn Dặm Tìm Con. Xin chào bác sĩ Thiên Thanh ạ. Xin chào MC Thu Hà. Bác sĩ Thiên Thanh rất là hân hạnh được đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình Muôn Dặm Tìm Con. Thưa bác sĩ, sau khi lập gia đình thì nhiều chị em mãi mê lo lắng cho chồng, cho con mà trở nên xuề xòa này, kém sắc hơn. Đã đến lúc là chị em nên tìm lại chính mình, yêu thương bản thân từ những điều đơn giản nhất. Và đó cũng chính là chủ đề buổi trò chuyện ngày hôm nay. Phụ nữ sau khi lập gia đình và sinh con thường không còn yêu bản thân mình đúng cách. Vậy để yêu thương mình đúng cách, phụ nữ phải nên làm gì? Đây là chủ đề mà không dễ dàng thực hiện, mà cần rất là nhiều cái sự nỗ lực và yêu thương bản thân thực sự. Đối với riêng cá nhân Thu Hà thì tại vì là một người chưa có lập gia đình, nhưng mà Thu Hà thấy những cái người phụ nữ xung quanh của mình thì gặp phải cái tình trạng này rất là nhiều. Vậy thì khi mà nghe cái chủ đề này thì không biết là cảm nhận của bác sĩ như thế nào ạ? Thật ra nếu mà nói đúng á, khi mà bác sĩ Thanh tiếp xúc với các cặp vợ chồng á, thì gần như thấy là đến 80-90% á, là những cái chị em phụ nữ á, mà sau khi mà đã sanh con rồi hầu như là mình thấy thay đổi hoàn toàn luôn. Thật ra thay đổi thì sẽ có theo hướng là tích cực và hướng tiêu cực. Tuy nhiên á, thì có một cái mà thực tế không thể phủ nhận á, là gần như mấy chị em á, có vẻ như là đúng là có vẻ như nhìn lúc nào cũng sẽ mệt mỏi hơn, từ lúc có con cũng sẽ thấy mệt mỏi hơn, rồi cũng sẽ cảm thấy là lúc nào cũng sẽ cảm thấy là tức bực hơn với công việc, với cuộc sống, với việc nhà, với gia đình của mình. Do đó thì cái đó là mình phải thừa nhận cái chuyện đó. Có một cái là sau khi mà người phụ nữ mà sanh con á, thì không phải là chỉ riêng phụ nữ đâu mà kể cả đàn ông nữa, khi mà tự nhiên mình được lên chức rồi, mình thấy đứa con mình ra, và đặc biệt đối với những cái cặp vợ chồng á mà bị hiếm muộn nè, khó khăn trên cái con đường mà hành trình tìm con của mình á, thì khi mà mình thấy đứa con của mình nó nhìn nó từng ngày phát triển, nhìn nó từ lúc mà nó mới là một cái phôi thai mà có vài mm thôi, cho đến lúc mà bắt đầu nó có tim thai, rồi sau đó nó cử động trong bụng mẹ, rồi thấy cái bụng mà cứ nhấp nhô lên xuống trong cái lúc mà vợ của mình mang thai á, rồi đến lúc mà sinh thấy ra xong đó tự nhiên bị ghiền. Mình thấy có một cái thực trạng nha, đó thì mình cứ tưởng là đùng đẩy nhau. Hồi xưa mình cứ nghe là vợ chồng đùng đẩy công việc nhà, rồi làm sao để đùng đẩy cái việc mà nuôi con. Không có đâu. Sau này mình thấy bản thân bác sĩ Thiên Thanh thấy là mấy anh chị nhiều khi mà giận hờn nhau chỉ vì là tại sao không cho muốn lúc nào cũng muốn là mình ôm đứa con mình trong lòng, muốn lúc nào cũng phải là tự tay mình chăm sóc cho đứa con của mình. Do đó nhiều khi mình thấy đúng là thời gian thay đổi, xã hội thay đổi thì đúng là cái vấn đề nó cũng sẽ thay đổi theo. Do đó nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ lại thì mình thấy là cái gì mà không có thì cũng không tốt, mà nhiều quá thì cũng không tốt. Bác sĩ Thiên Thanh nghĩ là dù có ghiền coi nào biết là thương lắm con của mình, mà thương lắm muốn tự tay chăm sóc, nhưng mà mình nên chia sẻ công việc ra mỗi người. Giống như là anh chồng thì sẽ là pha bình rồi giặt đồ cho con, rồi thay bỉm cho con, còn người mẹ thì sẽ cho sẽ có một cái khoảng thời gian là cho bé bú mẹ, thì mỗi người nên chia sẻ cái khoảng thời gian ra, hoặc là cùng nhau chăm sóc, thì lúc này thì sẽ tốt hơn, cũng giống như là mọi thứ nó sẽ cân bằng hơn. Cái trường hợp mà bác sĩ Thiên Thanh vừa chia sẻ thì thực ra nếu mà chúng ta nhìn cái mặt tích cực á, thì cả hai vợ chồng đều rất là thương con và đều cùng cố gắng để mà xây đắp cái tổ ấm đó. Nhưng mà ngược lại là có những cái gia đình là phụ nữ sau khi mà sinh con á, thì một mình họ phải là cái người gánh toàn bộ trách nhiệm những cái chuyện ở trong gia đình, gọi là ví dụ như là từ cái chuyện chăm con nè, xong rồi lo nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi cũng phải vừa đi làm nữa, nói chung là tất bật luôn, cho nên là không có thời gian để mà tự yêu bản thân của mình hay là chăm sóc bản thân của mình. Thì bác sĩ có gặp, có nhìn thấy nhiều cái hoàn cảnh như vậy chưa? Có chứ, mình thấy, xong rồi mình thậm chí là mình thấy có những chị em phụ nữ á, mà vì những cái áp lực vậy mà nhiều khi tự nhiên họ bị trầm cảm luôn. Mà mình nhìn mình thương lắm, tự nhiên
Tại vì mình đã tiếp xúc cái chị em phụ nữ đó từ lúc mà họ còn bình thường, họ còn vui vẻ cho đến lúc mà họ rơi vô cái trạng thái mà trầm cảm luôn. Bác sĩ Thiên Anh tự tận mắt chứng kiến luôn, như họ nói mình trải qua cái cảm giác đó rồi. Do đó thì mình nhiều khi mình cũng tự chiêm nghiệm lại á, là làm sao đỡ được cái áp lực. Tại vì cái áp lực đó đôi khi nó vô hình lắm, nó không có gì gọi là rõ ràng á. Giống như là khi một người mẹ họ khó khăn quá để có được cái sinh linh bé bỏng đó, thì họ luôn cảm thấy là giả sử như không có sữa cho em bé bú, hoặc là thấy là em bé mình không tăng cân, cái gì cũng làm cho cái người mẹ đó cảm thấy stress hết. Rồi sau đó khi stress vậy phải không, phải sẽ hỏi những người xung quanh, lên mạng search. Mà với cái thời đại mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển vậy, lên search mà không biết thông tin nào là đúng luôn, mình không biết là nên lấy cái thông tin nào áp dụng cho con của mình luôn. Rồi sau đó mình hỏi bác sĩ, mình cũng bác sĩ, tại vì bác sĩ thì sẽ trả lời theo nhiều ý kiến, nhiều quan điểm khác nhau. Và suy cho cùng thật ra nuôi con á, là con của mình. Do đó mình phải biết cái gì á, là phù hợp cho gia đình của mình, phù hợp cho bản thân của mình, phù hợp cho sự phát triển của con của mình. Chứ không thể mình không thể nào áp dụng một cái bài của bé này qua bé khác y chang vậy, thì gần như là nó không hợp lý. Thì bên cạnh cái việc mà họ bị trầm cảm vì con, có nghĩa là cái nguyên nhân trực tiếp là vì con, vì dành quá nhiều thời gian và bị chi phối bởi cái tình cảm cũng như là thời gian dành cho con, thì nó có những cái nguyên nhân nào khác dẫn đến cái việc là họ không có còn yêu bản thân của mình nhiều giống như lúc có thật ra khi mà mình sanh xong á, bản thân người phụ nữ đó những cái thay đổi nội tiết, và do đó dẫn tới là họ sẽ cảm thấy mệt mỏi, hơi cảm thấy là hơi chán đối với cái cuộc sống bên ngoài của họ, và thậm chí là làm cho họ giảm cái nhu cầu ham muốn tình dục luôn. Mà khi mà đối với mà trong một cái cuộc sống hôn nhân á, thì thật ra không phải đàn ông nào họ cũng sẽ đủ tâm lý để họ hiểu được nhá, bản thân người phụ nữ họ không muốn vậy đâu, và do trong cơ thể của họ cái nội tiết của họ thay đổi như vậy. Do đó thì họ thật sự, người phụ nữ sau sanh thật sự cần rất những người đàn ông bên cạnh để họ có thể hiểu được những cái vấn đề đó, và họ có thể cùng nhau họ có thể đồng cảm và cùng nhau cái người phụ nữ đó, vượt qua được những cái giai đoạn đó. Vậy thì bên cạnh cái việc là có một cái người chồng thông cảm và hiểu cho mình, thì nó có những cái giải pháp cụ thể cho cái người phụ nữ đó hay không? Ví dụ như là có những cái thuốc, hay là có những cái bổ sung dinh dưỡng, hay là đồ ăn, hay là tập thể dục, thì nó có làm thay đổi trở lại cái nội tiết tố như bình thường hay không ạ? Bản chất của người phụ nữ lúc nào cũng muốn mọi thứ là nó phải vẹn toàn hết, ôm đồm nhiều thứ, cứ nghĩ mình là superwoman hay sao, ráng ôm vô mọi thứ. Nhưng mà thực tế là cái quan điểm mà một người phụ nữ mà kiểu chỉ là lo cho chồng, lo cho gia đình đó, rồi không còn nghĩ gì cho bản thân của mình đó, thì sẽ làm cho cái người phụ nữ đó càng lúc càng suy kiệt về tinh thần và lẫn sức khỏe luôn. Và khi mà họ đã suy kiệt rồi thì gần như cái việc chăm con của họ sẽ cũng không sẽ không còn tốt nữa. Mấy cái nghiên cứu mà trên thế giới người ta ghi nhận luôn, mà những cái em bé mà được sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường mà ba mẹ yêu thương nhau, thì những cái em bé đó nó sẽ phát triển lên, nó tự tin hơn, nó có thể giao tiếp với những cái người khác một cách tích cực khi mà nó trưởng thành. Do đó thì suy cho cùng á, thì vẫn là cái sự mà gắn kết quan trọng nhất, là phải sự gắn kết giữa cả hai vợ chồng. Và cũng giống như là người phụ nữ hãy tập cách chia sẻ, hãy tập cách nói lên. Phụ nữ là họ luôn nghĩ là đàn ông sẽ hiểu mình, nhưng mà thật ra mình mong muốn cái đó là mình mong muốn ở đàn ông thôi. Còn đàn ông thật ra để họ hiểu phụ nữ thì cái đó hơi bị khó. Do đó đó là cái mà bác sĩ Thanh thấy luôn, khi mà cái những cặp vợ chồng mà tới mình á, khi mà chia sẻ cái mình nói ủa thì suy cho cùng là tại vì hai anh chị không chịu dành thời gian để tự nói chuyện trao đổi với nhau, và chỉ cần một cái khoảng thời gian mà khi mà tự nhiên mình ngưng chia sẻ, mình bị ngắt kết nối, thì dần dần tự nhiên cái tình cảm gia đình nó cũng sẽ bị phai nhạt đi. Đàn ông là yêu cái đẹp, do đó là người phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân của mình, chăm sóc người phụ nữ phải là một cái phiên bản tốt nhất của mình, thì mới có thể giúp cho con của mình, giúp cho gia đình của mình. Do đó thì mình cứ dành thời gian cho bản thân của mình chia sẻ công việc với lại chồng của mình, với người thân của mình trong cái việc mà chăm sóc con, cũng giống như là mình phải cân bằng lại cái cuộc sống gia đình, cuộc sống công việc. Rõ ràng là khi mà chúng ta ngồi chúng ta chia sẻ thì chúng ta khá là sáng suốt đúng không? Và chúng ta chưa ở trong cái trường hợp đó. Nhưng mà Thu Hà tin chắc rằng là bất kỳ người phụ nữ nào á, họ cũng có thể là họ biết cái điều đó, họ nghe cái điều đó và họ được rất là nhiều người khuyên như vậy. Nhưng mà rõ ràng là khi họ vào đúng cái trường hợp đó họ không làm được. Đúng. Có thể là bị chi phối bởi thời gian, bị công việc và cả tiền bạc nữa. Tại vì thực ra muốn làm cho mình đẹp nó phải cần rất nhiều thứ. Đầu tiên nhất là phải về kinh tế tài chính.
Thứ hai là phải thời gian. Mà bây giờ tối mặt tối mày lo cho con, lo cho chồng là không thể, rất là khó. Bác sĩ Hiên Thanh rất là quan tâm về cái vấn đề mà tâm lý. Do đó thì là mình khi mà mình nghe những cái giải bài tâm sự của vợ chồng, của những cặp vợ chồng á, mình cũng tự suy nghĩ. Thì mình thấy á, có một cái vậy nè, không ai tập trung vô để đầu tư vô để làm sao để mình có kiến thức về hôn nhân. Do đó bác sĩ Thanh nghĩ cái đầu tiên của mình là phải có kiến thức về hôn nhân để mình làm sao mình có thể giữ lửa được trong hôn nhân. Cái đó rất là quan trọng luôn. Một cái mình hơn đó, mình thấy xung quanh mình thấy ủa tại sao mấy cô chú lớn tuổi thương nhau lắm nha, chỉ cần mà vợ mình không đi chung là bắt đầu thấy buồn rồi nha. Xong mình ngồi mình suy nghĩ, thật ra cái đó là cái cách mà họ vun đắp cái hạnh phúc của họ. Cái thứ hai á là cái sự chuẩn bị. Cái gì mà chuẩn bị tốt thì bạn sẽ đối mặt với cái đó một cách rất là nhẹ nhàng. Do đó thì trước khi có con á, bác sĩ Hạnh lúc nào cũng sẽ nói là gì, không chỉ chuẩn bị về tài chính mà mình phải chuẩn bị tinh thần và sức khỏe ngay tại thời điểm đó, tại thời điểm nào mà cái hai vợ chồng đó mình quyết định tôi đã sẵn sàng, tôi đã khao khát, tôi đã chuẩn bị mọi thứ về tài lực và về kiến thức để tôi sẵn sàng tôi đón đứa con rồi, thì lúc đó mọi thứ dù có áp lực thì lúc đó mình đã có chuẩn bị về kiến thức rồi, mình có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng. Dạ, nói về cái sự đồng hành của người chồng á, thì chẳng may cái người phụ nữ rơi vào tình trạng là trầm cảm sau sinh này, hoặc là đang mất cân bằng trong cái quá trình mà sau sinh á, thì cái vai trò của cái người đàn ông bên cạnh cái người phụ nữ về cái việc chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm thì như thế nào ạ? Rất là quan trọng luôn á. Mình phải chia sẻ về tinh thần mà mình vẫn chia sẻ về việc làm luôn. Nói là trên sách vở thôi, nhưng mà mình thấy mình học được kinh nghiệm từ những cái cặp vợ chồng á, họ giúp nhau thay đổi để họ giúp cho người vợ của họ vượt qua bằng cách là gì. Thì Thanh thấy là ông chồng lo hết, để cho bà vợ kêu bà vợ đi spa đi, rồi đi tập thể dục đi. Có nghĩa là phải quy định hai vợ chồng phải tự thỏa thuận nhau. Một ngày em phải tự dành thời gian tập thể dục khoảng 2 tiếng đồng hồ. Rồi em phải một tuần em phải dành thời gian em đi spa là mấy ngày đó. Rồi mình thấy vậy xong tự nhiên cái chị vợ đó từ một lúc đó tự nhiên chị vui vẻ lại bình thường luôn. Khi mà người vợ của ảnh á mà có vấn đề gì, thật ra cái người mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất á là đứa con của ảnh và ảnh. Do đó thật ra thì khi mà ảnh suy nghĩ cho đối phương, ảnh suy nghĩ cho người vợ của ảnh thì là một điều rất là hợp lý. Có nghĩa là khi mà ảnh suy nghĩ cho vợ thì đồng nghĩa với việc là ảnh đang suy nghĩ cho ảnh, cho gia đình ảnh và cho con của ảnh. Đúng. Cho nên nó là một sự kết nối rất là vững chắc, không có nên là tháo rời nó ra. Dạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ đến từ bác sĩ Thiên Thanh ạ. Thu Hà hy vọng rằng là thông qua cái số phát sóng lần này thì các chị em phụ nữ đang trong cái tình trạng mà sau sinh hoặc là sau khi mà kết hôn bị bơ vơ hoặc là không có tìm được cái sự cân bằng trong cuộc sống thì sẽ có nhiều cái bài học hơn, nhiều cái thông tin hơn để mà mình có thể mình cố gắng, mình cho dù mình ở vai trò nào, là một người mẹ, là một người vợ thì mình vẫn phải luôn xinh đẹp. Luôn luôn tỏa sáng để mà thu hút không chỉ là chồng mình mà thu hút về sự thành công trong công việc lẫn đời sống luôn. Dạ, cảm ơn bác sĩ Thiên Thanh ạ. Cảm ơn MC Thu Hà, cảm ơn quý khán giả đang nghe chương trình Muôn Dặm Tìm Con. Quý vị thân mến, phụ nữ khi lập gia đình và sinh con với rất là nhiều áp lực, căng thẳng, phải chăm lo cho gia đình, thực hiện vai trò làm vợ, làm mẹ. Chính những lo toan đó đã khiến phụ nữ rơi vào vòng luẩn quẩn, không còn thời gian chăm sóc bản thân, thậm chí là còn bỏ bê chính mình. Liệu điều đó có làm cho phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc hay không? Vậy thì hãy dành thời gian yêu thương bản thân của mình nhé. Để làm được điều đó thì cần sự chia sẻ và đồng hành của người chồng trên hành trình chăm sóc con, xây dựng tổ ấm. Thu Hà hy vọng rằng Muôn Dặm Tìm Con sẽ trở thành một chương trình truyền hình khoa giáo về sức khỏe sinh sản thực sự có nhiều lợi ích cho mọi người, để tất cả chúng ta đều có thể hiểu và ứng dụng nó ngay vào đời sống thực tiễn của mỗi người. Một lần nữa, Thu Hà xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc Thiên Thanh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe những chia sẻ. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong các nội dung tiếp theo của chương trình. Quý vị cũng có thể để lại những câu hỏi hay thắc mắc về tình trạng sức khỏe của mình thông qua email của chương trình muondamtimcon@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0934067516. Thu Hà cùng bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc Thiên Thanh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành và theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những số phát sóng tiếp theo.